Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Vẫn là mình Monsu đây. Tiếp tục với chuỗi series VIP không phá đảo game. Đây, vẫn VIP không các bạn. Vẫn chưa đớp, tôi vẫn chưa ăn. Tôi vẫn chưa ăn. Cái gói ngày 25 này có 1.300 KNB thôi. Tôi đợi phải lên cỡ khoảng 2.000, 2.500 tôi ăn cho nó ngon. Và tầm 2.000 ăn là đẹp đấy. Đấy, nên tôi cứ kệ. KNB cũng chưa phải mức là thiếu lắm, nên cũng không cần phải nhai. Đấy. Hôm nay là ngày thứ 25, ngày thứ 25, ngày thứ 25 của server. 25 của server. Ở trong những cái gói quà này thì ngoài ngoài cái thể lực thì tôi chẳng mua cái gì cả. Ngoài thì tôi chẳng mua gì hết. Đó. Sự kiện lễ, ui, đúng được quả sự kiện lễ các bạn. Sau sinh nhật đến mùng 2 tháng 9 để mặt toàn hết KLB luôn. Lễ thì tôi vẫn mua như vậy. Đầu tiên sẽ là dương tướng trước này, lúc nào cũng vậy, dương tướng tư chất 16. À, dương tướng tư chất 16 luôn luôn là cái tôi mua đầu tiên. À, sau đó là dương thần thú. À, xong rồi dương thần binh, hai cái rồi dương siêu hồn. Đó là bốn cái mình luôn luôn mua và không bao giờ để sót. À, còn trong trong sự kiện đổi quà này thì mình sẽ đổi bảo vật trước, mình lấy bảo vật trước đập cái tôn xoanh trước, sau đó là đến đến tướng, đến tướng tướng tư chất 12 12. Nói chung là bọn ban lương ấy, tôi cũng không biết anh em gọi Việt bên bản Việt Nam gọi là cái gì. Đấy. Rồi, ngày hôm nay thì có một chuyển biến mới. Hôm nay thì mình sẽ chính thức ngày 25 lên tôn sách Không còn bậc đối thủ chí. nào mạnh hơn nữa sao? À. Không còn Thật, đối thủ nào sự mạnh thật hơn nữa là sao? tôi còn không đủ tiến cấp đan để mà nâng cơ. Tôi thiếu mất 6.000 nên là tôi vừa mới phải giã con đại kiều xuống các Ngươi bạn. hãy nói Vừa ta phải nghe, giã con đại còn kiều nếu xuống. muội muội À, thì tiến ai cấp là đại kiều ai? lên được nhưng vừa phải giã xuống là Không còn lấy đối cái thủ nào nguyên mạnh liệu ấy, hơn à, nữa lấy cái đại sao? tiến cấp đan để nâng nó lên. Rồi, rồi. Yes. Cộng 9 ngày 25. Tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời. Giờ lên đi, cố lên đi vào 80 xong rồi lên cộng 8 à cộng 10 à, tuyệt vời luôn. Rồi, không ngờ lên nhanh như vậy. Level 71 các bạn, level 71 dự kiến là 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Đấy. Lễ thì chắc mình nói hết mọi người mình mua hết những cái đấy rồi nhỉ. Còn 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 lại thì hàng ngày thì mình Chào mừng năm mới mua sao thường. 5 5 lần mình mua 5 lần thể lực, còn cái hoàn lực này thì căn bản là trong sự kiện lễ thì mình big quét mình mua full thôi. Đấy, nát của mình. Nói chung là thiếu mỗi tín cấp đan không Tiền thì cũng bao lên nhiêu được ta? full Không tướng. trò chơi Hôm bữa mình thì đắn đo mãi cái đi việc là mình đâu? nên lấy Muội skin của con đại đang kiều hay là đi lấy đâu? skin của con kiểu kiều. Lúc đầu mình lấy skin của đại kiều cơ, nhưng mà nghĩ đi tính tính lại mình thấy skin của kiểu kiều xinh quá. Thế tôi pick luôn. Còn cái skin của con đại kiều chắc Cô trước sau chỉ cũng sẽ có sự Ngươi kiện hãy nói tặng ta mà. biết, Lấy chúng ta lấy tiếp ta với ở muội tính sau đi. muội đi Tôn tan sách của cảnh mình thì chỗ, hồi sinh bảo vật giữa lòng 32. núi. Bảo vật 32. Đấy. Ấn ngựa thì mắc rồi. Ấn ngựa mắc liver. Luyện thì có ngựa mắc thôi, còn ấn thì mình cũng chưa. Căn bản là cũng thiếu đá nâng hay sao ấy, nên là tôi cũng chưa nâng được. Nếu như nợ đang còn dư một chút vậy để tí nữa mình xay ra mình chuyển xong rồi mình đập lại. Đấy, xét trang bị thì 3 lép. Đập cộng thì gần cái này thì cũng gần lên được rồi này, 35 là mắc. Đấy, mình sẽ tranh thủ đập dần dần. Chiến hồn thì mình lấy như sau. Mình có một chân hạ phàm, một chân hùng bá, một chân vô giải, một chân thọ tỷ và một chân cố ngược. Cố ngược. Đấy. Lúc đầu mình đắn đo mình không biết có nên lấy thêm một cái chân hùng bá để lên tập cộng lên hùng bá hùng hùng bá ba ấy. Nhưng mà thôi chơi như vậy thì nó lại xuống xác quá nên mình nghĩ lại mình không đập nữa. À, mình dược mình đi vào 41 rồi cũng chưa có con mình dược hai đâu mà nâng, nên chắc mình nâng tạm đi vào sau này thôi. Còn lúc nào mà mình có được rồng rồng cao thì mình sẽ lắp cho vào. Căn bản là tôn con tôn sách này lúc đầu nó hợp với con panda hơn là bọn rồng với minh dực, nhưng mà thôi chấp 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 nhận mình nuôi tôn sách cả đời mà là phải chấp nhận thôi. Đấy, đồng hành của mình thì đây đây bản văn đường của mình vẫn thấp lắm nên là mình cũng chưa muốn để nhiều. Đấy, map với bản đồ thì full ải thôi chứ còn chưa full sao, mình vướng hai ải 72 với 74 thiếu sao. Đấy, có bản tiếng Anh cũng kẹt ở chương 42. Đó, còn lại thì cũng đi gần hết rồi, ổn áp hết. Chiến hồn, tham ma hồn nó dừng ở 80, 81. Đó. Chảm tướng nhỉ. Ok, đang ở 100. Giới hạn vừa đãi là 166, vừa đãi cao nhất là 123. Đấy. Có anh em mời này. Không biết là còn slot không để còn vào. Chết rồi. Yên để mình xem anh em có đi không. Vào kéo làm vài trận PK. À, vào đây PK đi cho nó hợp lý này.
kiếm một ông to 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 cả đèn hồi vãi cái xem măng kia đi. Ơ chắc này lạ thế, mỗi bài thì bài này được chiến thấp hoặc không thuộc được bị à. Ôi Triệu Vân cũng chín rồi, 447 thôi mình một server mã lương 8 Triệu Vân 9. Wow chơi còn xanh chín hơn. Ôi kìa sao lại xếp team như này nhỉ. Không hiểu sao tôi xếp team vậy luôn. Chết người à, nhận nhanh đi. Vào đi tôi đi cái quần hùng tranh ba cái. Tạo đội mời anh em vào cái. Giờ anh em thắc mắc tại sao mình lại lên ở tôn sách nhanh. Cái này thì chắc ở server khác khó thôi, chứ ở trong cụm server của mình thì nó có khoảng cá, nó có khá là nhiều sự kiện. Đấy, chưa kể sự kiện hàng tháng cũng anh em cũng biết rồi, sự kiện hàng tháng ở trên web ấy. Đấy, thì họ tự động gửi qua về tài khoản thôi. Cái đấy thì anh em chắc cũng chả phải làm gì. Mấy cái sự kiện live share các kiểu. Rồi, ngoài ra thì lễ nhiều. Tôi chơi server được 25 ngày mất hai cái lễ rồi. Siêu giảm giá như là một hai cái đấy, nhiều lắm. Nên là thoải mái lên, chưa kể thương nhân các kiểu. Ngoài ra thì app mình anh em sẽ thấy KLB nó thọt hơn một số anh em một chút. Đấy, bởi vì mình quay tướng. Mình chưa bỏ một sự kiện quay tướng tôn sách nào. Có là mình quay. Có là mình quay. Ôi, đồng thế nhở. Xếp lại đội hình cái nào. Mình sẽ bắt đầu 4 chiếc quân sẽ toàn ngang nhau này nhỉ. Có bắt 2 4 chiếc 2. Cái này dễ gãy lắm. Cái này màu dễ gãy lắm. Ôi thôi cố gắng thắng nhé các anh em. Bang thế, cái bang của mình có xáo trộn nên là anh em top ao bang khá là nhiều. Từ bây giờ kéo rất là khó luôn. Mình cân cả luôn à. Sát thần cân 3 người luôn. Chịu ơi. Mấy ông cuối là mạnh nhất rồi. Đánh không được nó nữa chị. Khó thế. Để suit F5. Không gì suit mạnh thế cơ. À tôi không biết, tôi tưởng lực chứa ông cao. Ok. Có lẽ là ông Jesus kia cũng ác dồn. Chiến ông ấy thấp hơn nhưng mà được ông ấy khỏe. Ui, combo luôn. Tuyệt vời. Ok. Lạc Long Quân sọ dừa này thuộc buổi gặp ông gặp toàn tốt, cái này có ăn rồi, khó rồi. Thôi anh em thông cảm đi nốt thôi, chịu rồi. Team gặp toàn tốt thế to ăn rồi. Có cả ông hai bà trưng ở đây ạ. Trời ơi sao lại lọt được vào cái tầm này nhỉ, kỳ lạ. Xui thôi, xui quá. Thôi ạ, đáng quay video mà toàn ai trận. Đen quá. Toàn tốt rồi, khổ. Ôi, lâu lâu mới được quả combo 3 đánh không lại người ta. Lâu lâu từ hôm bang dã phát, bây giờ đi quần anh khó dã man. Bang nhiều bang khác mạnh quá. Gặp toàn mấy ông được chiến châu đánh trả lại. Cố hết sức rồi. Tiểu ba vương. Ủa. Ôi ôi. Nào, đùa. Mà ghép phim đánh như này thì đỡ nào được. Ôi. Toàn thế. Khổ quá trời. Thôi, nốt trận đi. Nốt này anh em. Nốt trận cuối đi.
Chấp nhận thôi, bang bây giờ có người đi cùng là may rồi. Khó quá, ghép toàn team mạnh dã man. Ui lại gặp cái thanh niên này ạ, trời ơi lại gặp cái team này, ông tiểu bá vương lại đớp hết. Chu Du khỏe nhở, Chu Du đầu kìa, 4,1 triệu, vãi thật, khỏe thế. Chịu luôn, chịu luôn, 20 cái nữa. Sắp được một con rồi các bạn. Lên 10 là 8 con nhỉ, 18 tướng không, thế thì nhanh thôi. Hôm nào lên tôn sách cộng 10, tôi lại làm video cho các bạn. Úi xa, được quá trời, vừa lên 71 cái tôn sách 9 luôn. Ok, nói chung là đấy là con áp của mình, qua qua thôi. Đây là main này, đồ này, tôn sách rồi nhá, thì thôi nhá, đây là tiểu kiểu. Được cái là đồ của chúng nó mình chả đập gì đâu. Ồ, nhát lắm, thật ra là không phải nhát mà là không có tài nguyên. Nó thẳng ra là không có tài nguyên đập luôn, có mỗi bọn này thôi. Đấy rồi, ok, video ngày hôm nay thì mình xin phép kết thúc ở đây thôi. Xin chào lại nhau trong các video tiếp theo nhé, bye bye mọi người.